Và thành ra máu là người cũng có ai truyền gì vô, truyền đức thì máu gì mà tăng lên tích không em? Có ai truyền gì vô cho tăng không? Đúng không? Người ta đang sống bình thường có truyền cho mình tăng thể tích. Vậy cái tăng thể tích này là tăng thể tích giả tạo thôi, cho cái gì? Cho đây nè. Đúng là tăng tích máu. Bơm máu, phi man tim nó làm nhiệm vụ chống đạo ngược á, chống ngược chồng. Bơm máu chạy một chiều thôi. Bây giờ thở van hai lá. Để em suy nghĩ nha, van hai lá sẽ đóng lại trong thời kỳ nào? Van hai lá đóng lại trong thời kỳ nào? Thu. Tâm thu đúng rồi. Để máu đưa cho mình chủ nhé. Bây giờ thở van hai lá có nghĩa là trong thời tâm thu van hai lá là sao? Xì. Đóng thông kính. Nó thở ra. Do máu thịt máu từ thất trái thay vì chỉ bơm của máu đường duy nhất bao nhiêu dồn hết vô đâu? Tâm anh. Đâu em? Tâm anh chủ. Tâm anh chủ thì bây giờ sao? Xì nó nhỉ. Thất thoát. Có nhiều từ lắm, thất thoát. Đào ngược hoặc là thở ha, đi ngược dòng, đi một dĩ trái, chỉ bên sẽ phải làm việc nhiều hơn thay vì bơm hết cho tâm thân trái bơm hết vô động mạch chủ để nuôi cơ thể. Bây giờ một nửa đi vô động mạch chủ, một nửa đi vô đâu? Nhỉ? Đi vô dĩ trái đâu có làm ăn được cái gì đâu, mà vô dĩ trái là có nhiều bối rồi, tốn công bối, tốn công bối có nghĩa là gia tăng làm việc tăng công nè, mà gia tăng này là gia tăng về đâu liên quan gì áp lực đâu, gọi là tăng gánh về thể tích. Tương tự như vậy, bệnh thông nguyên thất là thông ở đâu với thông? Thông nguyên thất là thông chỗ nào ở chỗ nào? Thành với lại ở cộng đồng là chủ. Thông ngay mắt nguyên thất á, là lỗ nào, vùng nào nó thông với vùng nào em? Vùng thái. 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 Giao thông có sân. Sân. Thông nghĩa là thất phải. Giờ thay vì bơm cho mặt chủ thì hết thành nửa máu nó đi đâu? Cái của bên phải, bố ích ơi, làm tốn công bố ích ha. Nó bù trừ các tăng nhiệt tim liền với ngày tim chắc chắn là nhanh nè, vì cung nhiệt tim nó giảm á, bù trừ tăng nhiệt tim. Đây này đó chính tả này ha, hậu quả là thân trái bị giãn to vì tăng gánh về thể tích hoặc là gọi là tăng tiền đại như vậy. Chứ còn thể tích máu gia tăng nô bộ thôi, làm việc nhiều hơn thôi. Có vậy máu từ 3 lít chuyển dịch vô thành 5 lít đâu phải vậy ha. Rồi ví dụ thở van hai lá này em ha, đây van đóng thông kín nè, làm gì có dòng nào đào đường từ thất trái lên dưới trái đâu, đúng không? Thở van hai lá, dòng thở cũ ra, máu từ thất trái bơm lên động mạch chủ một vòng một chiều thôi, van thì đóng kín, tự nhiên giờ thở đào đường xuống làm tăng gánh nặng lên tăng gánh thể tích của thất trái bơm ra nhiều hơn. Rồi bên tăng hậu phải, tâm thất phải làm, chỗ này không phải là tâm thất phải đâu, phải bên phải đâu, phải là bắt buộc á, mình tu sửa chữ này. Tâm thất bỏ chữ gia tăng, bỏ chữ phải đi. Tâm thất tăng làm việc để chống lại sự quá tải, sự áp lực ha. Thôi học phải cuộc sống tâm thất phải đi nữa làm được ha. Tâm thất buộc phải đi, buộc phải dễ hiểu hơn. Buộc phải gia tăng làm việc chống lại sự bây giờ thành tăng và đều học tiếng Hán vậy đó, cũng hợp lý ha. Thì bị dốt này tiếng Hán tiếng Việt cũng biết biết hết á. Việc mang chỗ này là chết rồi nghe không? Nè ban mình chủ nè. Van sơ đính dày cứ ngắt là mở ra bơm máu bơm được, hẹp van mạch phổi bên phải là phổi, trái là chủ, tăng huyết áp là bên trái, tăng áp lực là mạch phổi là bên phải, bên gì đó là tăng mạch phổi, hậu quả là tim phi đại chạy ra trước, từ từ chạy rồi sau đó là gì, cuối cùng sẽ là gì, sau này là gì em? Giãn dạ. Ra tăng gánh về tích ấy, thì nó giãn ra luôn ha. Đây tim bình thường á thì các thành tim mà các tim thất ở chỗ này không biết thất là lộn ở chỗ này nè, không biết thất thất trái đây nha, thành tim nó mỏng, bây giờ phì lại nó dày lên, chiều dày nó dày lên tim càng đô phi dày lên, rối loạn về chất lượng hoặc khối lượng cơ tim. À bây giờ chả tăng thể tích, chả tăng áp lực, chả tăng gánh gì lên á, bản thân cơ tim nó bị yếu. Bệnh cơ tim thường gặp nhất là bệnh cơ tim thiếu một bộ suy động mạch vành, suy động mạch vành là thiếu máu cơ tim đó, tức là mạch vành bị hẹp. Tại sao mạch vành bị hẹp em? Đúng em, tại sao mạch vành bị hẹp? Sơ vữa động mạch nó tắc hẹp, sơ vữa động mạch, do sơ vữa động mạch nó lớp nó hẹp, sơ vữa động mạch vành thì máu nuôi tim tốt không? Không. Máu nuôi tim không tốt thì mỗi lần mình nghỉ ngơi á thì cung và cầu oxygen nó đáp ứng được. Ví dụ như thầy cũng nói vậy thì đâu có thấy gì. Mà giờ đi 4 năm tầng lầu, đi từ 1 tầng lầu 5 thì nhu cầu oxygen nó tăng lên. Và lúc đó mạch vành sao em? Hẹp. Mạch vành bị hẹp, bị sơ vữa, cứ đứng đơ, cứ ngắt là không giãn mạch được.
lưu lượng của mạch vành không bảo đảm tăng lên đáp ứng cái nhu cầu, có người ta biểu hiện bằng cái gì? Đau ngực. Lúc đó người ta biểu hiện bằng gì em? Mạch vành biểu hiện bằng gì? Đau ngực. Đau ngực hả? Đau ngực, đau dây dương sườn, đau màng phổi, đau ngực vậy. Còn lại gì? Lên gì? Lên một cơn. Cơn đau thắt ngực em ơi, phải đau ngực ha. Cơn đau thắt ngực. Ăn gì được coi tim, ăn ra na đó. À. Rồi bóng cơ tim. Thần tim. Nhồi máu cơ tim là coi như là, để tôi nói là thiếu máu cơ tim thôi, mới nghẹt thôi. Nhồi máu cơ tim nghĩa là sao? Tắc, tắc nghẹt luôn trong đó, như tắc nghẹt 100% luôn, không có máu nuôi luôn. Vùng cơ tim bị hoại tử em, vùng cơ tim bị hoại tử thì đâu còn xích co bóp gì nữa đâu em. Tờ ra, nó thành một mảng sơ sẻ, giãn mỏng ra, chả co bóp được gì nữa. Là suy tim là đúng rồi, là bệnh cơ tim. Các bệnh cơ tim khác này có thể là di truyền em, và mà có thể cho mắc phải là bệnh cơ tim này. Đấy mình có nói các nguyên nhân được di truyền đó, nhớ không? Bệnh cơ tim giãn nở, không biết vì lý do gì, hoặc là siêu vi, hoặc là rối loạn về duy trì về gen, thì sợ cơ tim nhão ra, giãn ra, và tim lớn, bệnh tim giãn nở. Bệnh cơ tim vì đại, hay vì giãn thì chạy lên, bắt tim thất hoặc các vùng tim rất là dày, và bệnh cơ tim hạn chế, đây là bệnh cơ tim. Đó. Dilated nè, bệnh cơ tim giãn nở nè, dilated cardiomyopathy. Bao nhiêu mà bao nhiêu lượng tự nhiên giãn nở đã đến một căn cơ giãn nè. Thân thể giãn rất là to, các thành tim mỏng đi, co bóp rất là yếu ớt, cung đường tim giảm sút, phân suất tống máu nếu chúng ta đo được nó giảm lắm, nó còn có 20%, 30% thôi, giảm phân suất tống máu. Rồi, đấy mình có nói ngay từ định nghĩa rồi, hoặc là rối loạn chức năng bơm máu tống máu, rejection, hoặc là rối loạn chức năng thứ hai là chức năng gì? Chức năng đổ đầy, filling, chức năng đổ đầy và gọi chức năng thư giãn đây. Giảm tổng vùng nhồi máu cơ tim là bị dày nè, khi dày hoặc là khi có giảm tốc, ví dụ tăng huyết áp nè, hay là khi có bệnh mạch vành nè, thì đó là chức năng thư giãn, gọi chả có tăng tải gì hết, tăng áp lực tâm trương và giảm tổn thất thất, hay gọi là suy tim tập trung, hoặc là suy tim có phân suất tống máu bảo tâu, mấy người này bơm đo về phân suất tống máu đó thì vẫn là đảm bảo là trên 50%, nhưng mà vì khả năng nhận máu kém cho nên cũng làm biểu hiện của chứng suy tim khả năng đổ đầy. Rồi có thêm đó là những phần chính là vừa rồi là tiền tải hậu tải, rối loạn chức năng nội tạng của sợi cơ tim ha. Bây giờ đến cái phần thêm thắt cô bây giờ mình gặp thôi, gọi là tình trạng suy tim cung cực cao vì nhu cầu chuyển hóa cơ thể tăng cao. Cái tim tốt mà em, trong trường hợp này nó tim tốt không? Cơ tim tốt nguyên là cung cực tim đo có giảm không? Đo không giảm luôn nữa, thậm chí tăng nữa, nhưng mà vẫn là suy tim vì vẫn là không đáp ứng được nhu cầu chuyển hóa của các mô trong cơ thể. Do đó ví dụ như mình cường giáp, delivery, nhu cầu của đường cao, do không được tĩnh mạch, máu mạch chẳng hạn, những nguyên nhân này học thêm ha, dẫn tới gặp em có cường giáp là hay gặp hơn. Rồi. Đó là xếp theo sinh lý bệnh. Còn bây giờ xếp theo list, theo danh sách bệnh mạch vành nè, bệnh cơ tim nè, bệnh tăng áp ở các nước phát triển rồi, ví dụ nước Âu Tây, ví dụ như là trong Mỹ, Bắc Mỹ nha, phần Bắc Mỹ, phần Tây Âu là những nước đã phát triển. Những nước phát triển rồi thì nguyên nhân thường gặp nhất gây nên suy tim là nhóm bệnh nào các em? Em nghe là nhóm bệnh nào là gây suy tim nhiều nhất ở các nước phát triển? Huyết áp. Cái mình mặt bằng cũng là từ đại đầu mặt bằng. Nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim cơn đau thắt ngực rồi đó. Mặt bằng. Kế tiếp là bệnh cơ tim mình tăng huyết áp ha. Nhóm bệnh thường gặp ở nước phát triển. Riêng là các nước đang phát triển ha. Đang tiến. Như nước Việt Nam mình chẳng hạn, Campuchia rồi ha, Lào, Thái Lan gì đó, gọi là bệnh van tim, bệnh van tim màu thấp. Và một số bệnh tim bẩm sinh, các rối loạn nhịp tim, các tim rối nè, có suy tim cho đâu nữa, làm ảnh lên sần cơ tim á, các loại thuốc, có thuốc chế cơ tim, hình đặt tác động từ ngoài đấy, có nói rồi đó, những món cường giáp đó nè. Chỗ này có ghi chú thêm là suy tim phải đơn thuần nè, suy tim phải mà đơn thuần là nhồi máu thất phải, tắc động mạch vành phải, gây nhồi máu thất phải, tăng áp phổi, tuyên tắc phổi, tâm phế quản là nguyên nhân của suy tim phải đơn thuần. Một list này. Rồi, đến kia cũng suy tim. Bài giải chữ nha.
tới chừng nào cũng tới hết đi. Hôm sau cũng nhanh là 40 phút thôi. Các em học luôn đi, coi mấy phần xong dễ hơn, phần đầu cái phần sinh bệnh nó nói được mấy trăm thôi. Còn mình chứng kiến về tập đọc được rồi ha. Cái phần nào tập đọc được là thường thường người suy tim mình gặp ta, ta sẽ ngồi, ta nằm được đâu. Ta ngồi, mình nằm để ngồi ha. Khó thở nè, có răng là phổi nè, huyết áp thấp nè, phù gan to tính mạch còn nội buồn bát nè, mặt yếu nhẹ nè, mệt mỏi đó. Rồi chiều tiến trung cho giảm trung bình tim, sốc volume giảm, gạt đến output giảm, máu tươi kém, xanh tím, mệt mỏi, đủ loại tri giác hành vi lờ đờ lẫn lộn ha, đi tiểu ít ha, nặng quá rồi còn tim co bóp tụt cái áp luôn rồi chẳng tim ha. Tiến trung thôi, mấy này đặc hiệu em, mấy này có đặc hiệu không? Đặc hiệu cho suy tim không? Không có đâu, nhiều bệnh trong này lắm em, nhiều bệnh có này lắm, những bệnh nặng là vậy hết nè ha, thành ra không có đặc hiệu đâu. Đầu tiên từ từ nè, để cho dễ học mình sẽ chia ra là trái với phải. Thực ra cơ tim nó đang xen nhau chồng chéo lên nhau thôi, chả cắt ra là nửa trái nửa phải đi được đâu. Suy tim trái mà triệu chứng nổi bật nhất là khó thở, thì cái triệu chứng đầu tiên cần phép xếp theo thứ tự từ nhẹ tới nặng thì là khó thở khi gắng sức. Điều này để diễn tả là sự bù trừ khi các em ngồi yên, khi nhu cầu oxygen cơ thể không cao. Người bệnh nhân có khó thở hay không? Không, người ta không thấy khó thở, nhưng mà tới lúc gắng sức nhu cầu oxygen đòi hỏi tăng cao hơn, mà tim thì lại suy, không bảo đảm được cung ứng tim, lúc đó nó xuất hiện thì khó thở, khó thở thì gắng sức ha. Đó, mức độ gắng sức ngày càng giảm hơn. Nếu nguyên nhân nếu không cắt bỏ thì mức độ gắng sức sẽ ngày càng giảm ha. Hồi đó đi 5 cây số từ từ xuống 3, xuống 2, sau đó đi được vài chục thước là đã mệt khó thở rồi. Khi phải biết là người sinh viên cần định lượng mức độ gắng sức để theo dõi các lần khám bệnh và nhân tội thấu em hỏi cho kỹ ra ha. Chữa sao cho mức độ gắng sức nó tăng lên ha. Mức độ ngày càng kém thì chết rồi. Các em đánh giá bằng cái gì? Nếu một người thành thị công nhân viên chức văn phòng ha, như mấy em này nè, số bậc thang, số tầng lầu leo được, quãng đường đi được nè ha. Những người nông dân thì người ta thường hay khiên vác đúng không, là thu mạch lúa, phải thu gom lúa về nhà, phải vác đất, vác phân ha, bón phân canh nông trồng tỉa, số kilo bắt được ha, và liên quan đến các hoạt động hàng ngày của ta, đổ cỏ, xịt thuốc trừ sâu ha, chèo ghe, đi xuồng, đi cào thấu cơm, sách tài giỏ, chặt đô chẳng hạn, hỏi những đó ha, hỏi cụ thể ra. Một cái bệnh án là suy tim hay là cái bệnh án mình làm cái này càng chi tiết thì người nghe càng dễ hiểu. Chứ em nói là ai cũng mệt mệt, thậm chí người bệnh nhân ta hay bệnh người ta không hay khó thở đâu nha, ta xài hay cái gì em? Mệt không ạ? Bởi em ấy, mấy em cũng chép cho bệnh án đi, mấy chép cho bệnh nhân thằng mệt thôi, thì thầy nghe xong cũng mệt luôn nữa, coi như thì rớt là còn gì. Trên ra nếu như mệt đó em nghĩ là khó thở, trên ra khó thở luôn chúng tôi. Thì khi khó thở là ở mức độ sao, định lượng ra chúng tôi nha, lên được 2-3 tầng lầu lên được nhiêu đó. Tôi hỏi bệnh nhanh lắm, bởi vì tôi hỏi chi tiết á, ví dụ bệnh nhân phòng khám đó, thì nên hôm qua một tháng là 70 bệnh, bởi vì bệnh mới tiếng hồ 13 phút rồi ha, sự dễ rồi coi 5 tiếng đồng hồ là 300 phút đúng không, 300 phút là 70 người là 10 mấy phút em, 4 phút mấy đúng không, 14 phút mấy thì sao hỏi dài dòng được, hỏi liền thôi chụp ta kiểu mệt lắm mà nhiều người nhìn ngồi nó mệt hay là đi nó mệt, kêu ngồi nó mệt thấy không biết là quý bạn phải bệnh tim mà xin ta ngồi mệt, hỏi đi được nhiêu xa thì vô tư mà nhiều được 5-7 cây số biết ngay là ông chạy bệnh tim rồi, mệt cho chuyện khác em khám gì mới nhanh được, mới kiếm sống được em. Chuyện khám về đây là ngày cường này nó trả mình nó trả lương thấp lắm, pháp luật sức lao động ghê lắm. Cả thầy ca khám á, thầy thuộc là bác sĩ giỏi kinh nghiệm lâu năm, gặp thầy là khó rồi. Nó thu tiền ta đâu 150 á, 150 hay 100, 150 đến 100 anh chạm có 20 rồi, 80 rồi. Đừng ghê tiền làm thở ấp tắp không, chia tới lục 4-6 á. Hồi xưa thầy cũng đi học ấp tắp á. Thầy nghèo quá, thầy đi học ấp tắp thì thầy thấy là chạm chia 73 tới lục á. Đây chia thì 82, mày bác sĩ rồi sao. Và nó buồn đời em, cung đường chim nó thấp buồn đời bằng cái nhịp tim nó tăng em, thầy tăng nhanh hơn. Khoảng 10 phút thì mấy người là khám giảm xuống còn 2 phút đến 3 phút thôi. Thì đó là đường xấu nha, những tập trước nha, đó là đường xấu trong hoàn cảnh khó khăn thôi. Còn nếu em đi làm cho bệnh viện cao cấp á,
rồi công nhân sứ á, mình cấp cấp lãnh đạo gấp 10 lần, tức là em ám bằng 1/10 số lượng bệnh nhưng mà lãnh được bằng số tiền đó. Mình tại sao mình không đi làm mình bị cao cấp? Lý do là tại sao? Là mình bị cao cấp thì cũng được tiền nhiều á, có điều nó tiếng Anh tiếng Pháp nhiều quá mệt lắm, đâu nhiều khi mình cũng làm biến á. Nói đùa thôi chứ tôi nói tiếng gì cũng được thôi, nhưng mà hồi đó kệ nó sơ cho mình tư giãn thôi. Là mình bị FP á, đúng không? Dạ. Ám thêm ngoài giờ, kiếm thêm kiếm sống thêm á. Hay ở nhà ta có giờ hẹn hết, nhưng mà như bệnh viện Việt Nam cứ tới ào ào đâu. Cứ 13 giờ có người là nói trước rồi, đúng 13 giờ xuất viện không đó tới, thường ký kêu vô, mình dắt vô bắt đầu. Mà tới mình coi mình định khám tới 14 giờ mới có người kế tiếp. Có nguyên tiếng đồng hồ này mình ra nói chuyện trời trăng mây nước thì còn tưng ta la hết trơn. Người ta hồ khám mà nói chung cũng vui vui thoải mái lắm. Thì tôi thấy là cái nước Việt Nam mình tùy vậy nha. Nhìn thì nghèo nghèo càng xa nha, có nhiều người ngoại quốc xin chọn nơi này là quê hương lắm á nha. Có đó như vậy. Tức là khi tôi ngồi đó đó, thấy một số cựu chiến binh nè, chắc có thể là Việt Nam, chắc có gắn bó quá, chắc có con luôn hay sao, nhiều như vậy đó. Chúng ta là có thể là Việt Nam, một số cựu chiến binh Úc á, có thể là Việt Nam khá nhiều. Nên là người ta bị bích, ta đi khám thầy, thầy hỏi của sao vậy, gắn bó chắc có, thích đây, là về Việt Nam ở. Nước Anh cũng lại nha, cái nước Anh, nước Việt Nam rất liên hệ lắm, có khá nhiều người Anh qua Việt Nam để dạy tiếng Anh mới làm việc ở Việt Nam, cũng khá nhiều, cũng có gặp. Rồi mấy em trẻ đẹp như đi thất nghiệp bên Mỹ qua đây anh văn cũng nhiều nữa, tại vì cái giấy gì đó working permit đó là cái giấy gì ta, giấy khám sức khỏe với làm việc á, cái giấy đó kiểm nhận đi qua đủ sức khỏe làm việc. Thấy mấy cô đó cũng mặc đồ già đứng trắng gì đó, ở trên ở dưới được mặc đồ như 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 gan vậy đó, không đeo vòng lòng thà lòng thòng cho họ làm gì cho anh văn như vậy, cái gì nó cũng chả hiểu nữa, cũng nhiều nữa. Thành ra có nước Việt Nam mình coi vậy chứ cũng nhiều người thích ở nhưng mà không. À, thì thầy ngồi khám đây có nhiều tiếp xúc với các thế giới tôi vui. Thì ở chỗ đó tuy nhiên dù sao là mà làm chỗ đó lâu ngày chắc luôn ngày luôn gặp ba bớt bao bị khám bị sốt gì không à. Thành ra làm những bệnh viện lớn á, như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược thì lương cả thấp rất là cực, nhưng mà trình độ nó sao rất là cao, tức là mình học tiếp xúc nhiều bệnh ca bệnh như bệnh suy tim là tôi gặp hàng ngày luôn á. Thì có nhiều khi là bệnh viện nhỏ quá, phòng khám tầm bệnh tầm bạ chắc năm gặp được 2-3 người á, tôi chả biết chữa sao, dùng nghề nó hy sinh là vì mấy em á, muốn đi thích đi dạy á, thành ra ráng làm hai chia 28 thì làm thôi nha. Hay thật. Nên mấy em thương thầy, thầy học cho giỏi, học bài cho kỹ, thì cũng phải siêu tiên là nói nào nào đúng cái ý thầy, thầy cho điểm cao, có gì đâu ha, rất là dễ. Đó. Rồi nặng hơn, khó thở khi thích thì sẽ khó thở khi nằm nè. Khó thở khi nằm, bệnh nhân nằm xuống thì khó thở, nhưng mà ngồi dậy là hết khó thở nha. Xuất hiện sau khi có thể nặng hơn nữa. Khi em hỏi bệnh, em hỏi là số gối phải kê là kê bao nhiêu gối, người quân tư thế nào nha. Cơ chế là nhà của mình tim tăng áp qua mạch phổi. Lúc em đứng theo trọng lực thì máu nó dồn vào đâu? Chân. Đúng rồi, dùng người chân nó có ứ máu lên phổi không? Không. Đấy tôi nói rồi, nó ứ lên thượng nguồn á. Bây giờ dùng người chân nó đỡ quá rồi, nó chạy thoát đi rồi, tôi khó thở. Tới lúc nằm thì sao? Cân bằng. Tất cả nó chạy đều ra, bắt đầu nó ứ máu lên phổi, xung huyết phổi. Bệnh nhân bị khó thở. Cái khó thở thì thẳng sạc con người, nó đang thích nghi để sống còn. Anh ngồi bật dậy lên thôi. Vừa ngồi bật dậy cái là máu này dồn xuống phần dưới cơ thể. Venous pooling nha, pooling là ứ đọng phía dưới. Venous là ven, là tĩnh mạch. Venous pooling nó xảy ra là khỏe lên. Cái người ta thích kỳ không thể cứ nằm ngồi hoài, quay đường lên cao, quay cái bố lên cao, kê bố lên á, nó thích kỳ được. Cơ chế nè, cái này nãy tôi nói rồi đó, về đầu tiên ha. Rồi nặng hơn nữa nè, cái chỗ này nó ghê lắm, tức là người ta khó thở tới nỗi mà nếu mà khó thở khi nằm thì em thay đổi tư thế mà ngồi dậy nó mất khó thở, thì tới cơn khó thở cái phát đêm lúc làm bài em hay khó thở cái phát đêm em hay lẫn lộn hai này lắm, thi hay hỏi lắm. Thì cái người này khác cái người kia cái chỗ là đối với biết là cái chỗ nào, hai người đó thường xảy ra bằng hai cái triệu chứng đó thường xảy ra bằng gì, buổi gì, đêm, ban đêm không em ơi. Anh ta nhiều em cũng trả lời là đây đang nằm ngồi bật dậy, tôi nói phân biệt thì chưa đúng cái nào ban đêm đó, cái nào ngồi bật dậy đó chưa đúng, cái gì tì ra hòm ra cửa sổ đó chứa oxy đen đó thì ai có thở thẳng sạc ra cũng vậy thôi. Thế thì khác nhau cái chỗ nào, cái người này nặng hơn thì ngồi dậy là sao? Không, nó không bớt em, bớt chậm hoặc là không bớt nha, không bớt. Sau một lúc nữa thì mới dễ chịu nếu mà nhẹ, nhưng mà nó có thời gian phát ở đây là tới đêm thứ ba rồi, nó
nó không có dạy đâu nha. Tới đêm thứ ba là cũng có dùng, sau một lúc thì dễ chịu và có thể ngủ lại, không dám đâu. Nó là mạch bạ là được đêm đầu thôi. Tới đêm thứ hai thứ ba là không có dạy nữa thì người ta đi đâu? Đi. Tới đêm thứ hai thứ ba là đi đâu em? Ta chở bố bệnh viện đại học y dược khoa cấp cứu, hoặc là khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy để nhập lên các khoa tim mạch của bệnh viện để chữa. Đó. Tăng tải nè, tải thể tích tăng nè. Đặt hơn nữa, bây giờ em tưởng tượng vậy là áp lực của mao mạch phổi nó tăng lên. Tăng tới một lúc nào đó thì áp lực của thủy tinh nó tăng quá cao. Thì dịch nó bắt đầu nó thoát ra từ đâu? Một kẻ. Dịch nó thoát ra từ mao mạch phổi đi vô một kẻ. Trong phế nang đi vô một kẻ. Nó gây nên triệu chứng là cơn hen tim và phù phổi cấp. Hen tim là có thể dữ dội, khò khè, nghe tiếng răng rít răng ngáy, giống như mình hen suyễn vậy đó, hen phế quản vậy đó, mình gọi là hen tim. Phù phổi cấp thì dịch thoát ra luôn, tràn ngập trong phế nang luôn, và người đó giống như tình trạng bị sao? Chết nước. Bị chết đuối, nước không trong phế nang là chết đuối rồi, nhưng mà chết đuối chết chạy, chưa có nước xuống nước thì chết đuối. Phù phổi cấp hen tim là tình trạng cấp cứu về nội khoa, do đó là người ta phải nhập viện khẩn cấp tại phòng cấp cứu cho thở oxygen và chích một mũi thuốc, tua vô là đỡ liền, đó là thuốc gì em? Tiếp nhóm thuốc thì là thở liền, thuốc là tiểu, thuốc là tiểu để giảm thở liền. Bệnh do lo lắng cũng phải thở nhanh nè, ho khạc ra bọt hồng nè, nó thoát ra phía nam nè, chạy máu theo phòng cầu đang theo đó, nghe phổi của răng động dâng lên như thế kia. Bệnh nhân rất là nặng, những bệnh nhân này không cấp cứu là chết nha, không cấp cứu là tử vong. Như vậy suy tim tái, chuyển cơ năng và khó thở và nói rồi. Tới chuyển thân thể, tim to, khám thấy tim to, học trong chương trình gì thì khám thấy tim to, skill lab có học rồi, nghe tiếng galo, tiếng cơ phi, đi tình tầm nghe tim tại lâm sàng, có hở văn hay lá cơ năng, tim nó giãn ra, có răng là phổi. Tùy theo bên mình nó có chuyển tiếng nhạc, phần này biết cũng khó, biết chung chung vậy thôi, không đặc biệt gì hết. Nhưng mà có tiếng galo nè, khám thấy tim to là hàng ngày hay gặp nè. Còn thở van hay lá này cơ năng rất là dùng cơ tim làm giãn thông van thở cơ năng. Còn nếu mà thân sự bệnh nhân này suy tim cho thở van hay lá thì đâu còn cái câu này nó sai, nó là thở van hay lá thân thể rồi nhé. Rồi tim nhanh nè, rồi cái bụng cần tim nhanh, tiếng ngân phi nè là tiếng trầm nghe bằng cái chuông đó, âm phổi tâm thu, huyết áp có thể giảm hơn sau lúc trước cũng như giảm mà đang mà thấy phổi cho nên chuyện thân thể X quang lồng ngực được tích hợp luôn, tất nhiên là làm sai tại sao tích hợp bên trái hình ảnh lớn bên trái học trong chương trình về X quang tái phân bố tầng hoàng phổi, hình ảnh mạch máu rõ hơn hình phổi sơ đáy. Đây là những từ ngữ về X quang ha, hình ảnh phụ kẻ phụ phổi. Mấy ngày mấy em có học được năm thứ mấy học X quang ta, hình ảnh học năm thứ mấy, thứ ba đúng không? Ba năm thứ ba học thêm ngày và đi lên sàn mấy em xem phim. Các thầy, anh chị, nội trú, các bác sĩ sẽ giảng thêm về cái này trên lâm sàng. Mấy này phải coi kim trên lâm sàng em, chứ giảng lý thuyết chay làm gì vô ích thôi. Mình cũng là mà là bò thôi nha. Đang đọc thay đối phổi ra, cánh dơi, cánh dơi cánh bướm đó, nó là phụ phổi đó ha. Mặt muốn thanh đọc thì mình không kèm. OCG. À, bây giờ người ta mới hỏi là suy tim rồi đo điện tim, biết suy tim không? Biết. Câu trả lời là đo điện tim là không biết người ta bị suy tim, cho thấy các rối loạn thôi. Thì muốn cần tìm thấy rối loạn nhịp tim thấy, rồi muốn cần tìm cứu có thể thấy ECG. Và người ta có nhồi máu, ta có rối loạn, có chắc là suy tim không? Đâu chắc đâu. Nên ECG chỉ cho ý thôi, không là có ý nghĩa là nó xác định nha. Rồi xem tim là hay nè, cần thiết là suy tim. Ta thấy đấy, trong xem tim sẽ giúp kiếm đo được một cái giá trị rất là quý giá mà tôi nói thôi. Là ejection fraction hay gọi EF á, cái lâm sàng tại đi lâm sàng đấy này gọi EF nhiều á, EF là ejection fraction. Nhưng mà vì nước Việt Nam mình hồi xưa ảnh hưởng thuộc kinh Pháp 100 năm á, thành ra là hay nói theo tiếng Pháp. EF thì đọc là EF, cái E là tiếng Pháp đọc là E, A, B, C, D, E thì đọc là EF, EF ha, EF là nhiều, 50% gì đó ha. Thấy là đo được tần số máu, xem được dòng máu tụ được trong hở van tim nè, coi được phì đại nè, giãn tâm thất đo được kích thước, giãn tâm thất và phì đại đó đo kích thước của tim, coi dòng máu phục vượt nè, cùng giảm tập và hô động nè, tim bị nhồi máu đó chờ đờ đó, coi được nên coi được rất nhiều thứ. Do đó siêu tim xem được rất là nhiều thứ và giúp cho chúng ta thứ nhất
là xác định được chức năng thông qua điện số gì xác định được chức năng em? Cũng thông qua cái gì biết được chức năng co bóp của cơ tim? Cũng đường tim. Tần số tuần máu thì em chương trình fashion coi được hình thái của cái tim, tim lớn, tim nhỏ, tim dày, tim mỏng, đo được hình thái. Chức năng là hình thái cấu trúc cơ nào của các van tim, và khi mình bỏ xung màu đốt lơ đó, đây khoảng cáo xuyên tim 3 triệu 4 triệu đốt lơ màu gì đó thì nó sẽ cốt màu, màu nó sẽ đi vô tùy theo chiều dòng máu nó ra màu xanh màu đỏ đó, thấy được dòng máu di chuyển bên trong buồng tim, biết được có ở van tim ha. Giá của siêu âm tim bây giờ là 220 ngàn cho tới 250 ngàn. Bệnh viện nào bây giờ là mình đang lấy giá 220-210 đó, vừa mất rồi ở đó cũng trả lại được 1/10 thôi là 20 ngàn đồng của em. Bệnh viện ăn mất 9/10 quá rẻ luôn á. Mình thấy cả lương thật hết á. Nhưng mà cái số nó đông, buồn đơn liền. Nó thấp, nó thấp, nó đông. Bằng trong kia thôi, đâu lắm. Mà sức lực bỏ ra rất là nhiều ha. Sức lực khổ. Đang thao vương nè. Ví dụ em nhìn cái này thì biết được kích thước nè. Biết được cấu trúc van dày mỏng nè. Biết được kích thước, biết được cấu trúc, biết được các buồng tim. Nhưng mà biết được thở van tim không? Đâu biết được thở van tim. Đâu thấy đóng tới đóng luôn không biết cái gì đâu, van tim chất chất cái này. Nhưng mà ở đây này em bỏ cốt màu vô nè thì cho biết đây là thanh tái, đây là nhĩ tái, đây là dòng gì đây, dòng này dòng gì, đây là thanh tái, đây là nhĩ tái, thì dòng này là dòng gì, trào ngược, dòng trào ngược từ đâu tới đâu, thắt của bánh chi, của van chi, của gì đi chứ, thanh hai lá, hai lá em, thanh tái nhĩ tái là thanh hai lá, thì trào ngược là bình thường có dòng này không? Không, bình thường làm gì có, cốt màu vô là thấy gì, đọc là ở hai lá từ 2/4 gì đó em. Đó. Suy tới phải, đấy là bên trái là khó thở, bên phải là do tăng kháng lực đối với sự tổng khó tới phải, tăng áp lực nè. Do tăng áp lực động mạch phổi, áp lực động mạch phổi mà tăng thì đầu tiên nguyên nhân bình thường nhất là suy tới phải mà hay gặp nhất chính là từ sao? Từ đâu nó ra mà suy tới phải? Từ bên đi bên trái, bên trái bị suy. Tim bên trái bị suy cuối cùng nó sẽ làm tăng áp lực trong mạch phổi. Thế giờ mình học tới là tăng ngược chồng á, dĩ trái thì mau mạch phổi, tốt mạch phổi mà chính là thanh phải đâu, chịu áp lực rồi chịu trực tiếp vào mạch phổi, áp lực lâu ngày chống lại áp lực mạch phổi tăng cao thì suy thôi, nó suy thanh phải nhé, cho từ bên trái mà ra. Thì bệnh của van hai lá, em van hai lá thì cũng làm tăng áp lực dĩ trái tăng ngược mạch phổi, cho thanh mạch mạch phổi là mạch phổi tăng ngang mắng tính nè, nguyên tâm phế mạc suy các phổi này ha. Hoặc là do ngay bệnh ngay tại bên phải luôn, hẹp van động mạch phổi hoặc hẹp buồng phế động mạch phổi bên phải nhiều hơn, chủ yếu do phần trên này nhiều hơn, 2/3/2/2 trên này là nhiều suy bên trái và bệnh van hai lá là nhiều, cụ thể là hẹp van hai lá. Rồi thế phải thì dẫn máu từ hệ thống tĩnh mạch đổ ra xung huyết nhé, xung huyết hệ thống, xung huyết hệ tĩnh mạch gan to, tĩnh mạch bộ nổi, phù ăn cơm nha, phù là toàn thân nè, gan to nè, tĩnh mạch cổ nổi nè, đó gan tim nè, đau vùng gan khi gắng sức nè, gan to đau nếu bệnh nặng quá cứng chắc thì dẫn tới sơ gan tim.